Hi, xin chào mọi người đã trở lại với kênh review nước hoa thật giả của shop nước hoa hàng hiệu 257 của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người chai nước hoa Auris Mervé Blue của nhà Hơ Mạch Nhâm. Thì chai này cũng thuộc loại cổ điển rồi nên chắc là ít người sẽ biết đến cái chai này. Thì nhưng mà nó vẫn là một cái chai nước hoa rất là hot nha. Vẫn có rất là nhiều người mua chai này xài các bạn. Chai này lâu đời nhưng vẫn mùi rất là good luôn nha. Rồi hôm nay mình sẽ review nhanh thật giả hai chai này cho các bạn. Đây là cái chai chính hãng bên mình nha. Này. Rồi còn đây là cái chai hàng fake. Mình đã bóc siêu xem qua trước hai chai rồi. Giờ mình sẽ làm cái clip review này chỉ cho mọi người cách phân biệt giữa chai chính hãng và cái chai hàng fake khác nhau như thế nào nha. Thì nhìn về bên ngoài mọi người cũng sẽ thấy được một số điểm nó khác biệt giữa cái chai chính hãng và cái chai hàng fake rồi. Thì khi mà có cái chai chính hãng với chai hàng fake á, kế bên nhau á, thì mọi người sẽ nhận biết rất là dễ nha. Thì mục đích mình làm clip này để mọi người có mua cái chai này á, thì mở clip mình ra và xem cái chai chính hãng của bên mình nó như thế nào nha. Còn cái chai hàng fake thì nó sẽ có nhiều loại lắm, nên mọi người cứ tham khảo vào clip mình đi nha. Đây, mọi người xem sơ về bên ngoài trước. Thì về bên ngoài thì mình thấy màu sắc của cái chai hàng chính hãng á, chai hàng ao á, màu sắc rất là rõ nét nha. Kể có màu xanh nè, màu chữ màu cam của nó và chữ bạc bên dưới nè. Mọi thứ rất là rõ nét nha các bạn. Rất là đậm màu sắc sắc nét nè. Còn cái cam của nó, kể cả cái này chữ bạc bên dưới cũng không thể nào so sánh được với cái chai hàng chính hãng nha. Thì nhìn sơ qua cũng đã biết rồi, mình không cần nói nhiều về cái điểm này lắm. Ok, đây cũng về màu sắc hai cái chai hàng chính hãng và chai hàng fake nó khác nhau đây. Và bên mã vạch bên dưới. Và mọi người mua chai nước hoa cũng đừng có nên tin vào cái mã vạch nữa quá nha. Cái chai mã vạch này chắc hai chai đều ra hết nha các bạn, nên đừng có tin vào cái này lắm. Cái này chỉ là tượng trưng thôi. Này, cái mã vạch của cái chai hàng chính hãng đẹp nha các bạn. Này, mọi chữ rất là sắc nét, mọi đường mã vạch rất là sắc nét nha. Còn nó cũng có mã vạch đó, nhưng mà cái mã vạch nó sẽ mờ mờ, không có nét như là cái chai hàng chính hãng được. Đây, về màu sắc thì nó đã khác nhau rồi, mình không nói tới nữa. Rồi ok, mình sẽ review vào bên trong cho các bạn. Đây, về chất liệu của cái hộp giấy bên ngoài nữa thì cái chai hàng chính hãng nó sẽ cứng cáp hơn nha. Nhìn chất liệu giấy nó cũng tốt hơn nữa. Còn cái chất liệu giấy của cái chai hàng fake này nó mềm lắm, không cứng cáp như hàng chính hãng được. Ok. Đây. Đây, để mình lấy ra luôn cho mọi người xem. Đây, Auris Mervé Blue. Cái này mình sẽ so sánh cái này luôn. Đây, cái chất liệu của cái chai hàng chính hãng rất là cứng cáp, rất là chắc chắn nha các bạn ơi. Nó là màu trắng hết nha. Còn cái chất liệu của cái chai hàng khác nha, dột mút gì trong đây tùm lum hết nè. Chất liệu giấy nè, xếp cũng không ngay ngắn nè, nó rất là dở nha. Rồi bỏ qua điểm này nha. Rồi mình vào cái điểm chính của hai chai nước hoa này. Đây, chai này đẹp quá. Đây là cái chai chính hãng nè các bạn. Nào mọi người xem nha, chai chính hãng nhìn rất là đẹp luôn. Nó thiết kế có kim tím bên dưới nè, kiểu như chiếu chiếu, ánh xạ chiếu chiếu nha. Nhìn chai nước hoa rất là đẹp. Và cái chai hàng fake này nó cũng sẽ có cái lớp kim tím bên dưới mà nhìn nó thấy nó giả giả sao, nó nhìn rất là xấu nha, không thể nào mà. Cái màu xanh của cái chai hàng chính hãng này cũng rất là đẹp nha, cái độ bóng màu xanh này rất là đẹp luôn. Còn cái chai hàng fake này thì nó màu nó không có tới nơi, nó cứ nhạt nhạt sao, giống như cái vỏ bên ngoài á, nó không có đẹp như là cái chai hàng chính hãng được. Rồi mình sẽ review nhanh ha, mình sẽ xem cái chai này thì nó có cái nắp nhựa như thế này nha mọi người. Cái chai hàng siêu luôn nha, chứ không phải tester nha. Nó có cái nắp nó đơn giản kiểu này thôi nha. Đây, cái nắp của chai hàng fake nó cũng như vậy. Rồi mình sẽ soi vào cái phần đồ vòi xịt cho mọi người xem. Đây, cái vòi xịt nó sẽ là màu trắng nha. Còn cái chai hàng fake là màu đen. Và cái chất liệu
cái chất liệu nhôm của cái chai hàng, cái hàng fake này á, thì nó nhìn xấu, nhìn chất liệu nhôm mọi người thấy không, nó trầy xước rất là nhiều. Đây chất liệu nhôm nó, đây là cái chai mà mình mới mua về luôn nha, cái chai này mới mua về, mới bóc siêu luôn á, mình mới bóc siêu để xem trước nó như thế nào đó. Đây còn cái chai hàng chính hãng á, chất liệu nhôm rất là bóng mượt nha mọi người, nhìn phát là mọi người sẽ thấy ngay cái chai này là fake liền, tại vì nhìn nó xấu lắm. Rồi kế tiếp phía trên của cái chai này có, cũng có khắc chữ thương hiệu Hermès nha. Đây chai hàng fake này cũng có nha. Rồi để mình xem đây, đây phía dưới chai của cái chai Hermès này có khắc cái code đây nha mọi người. Đây chai có khắc code nha. Và cái chai hàng, đây cái chai hàng fake này, chai hàng fake này mình cũng thấy cái code đó, nhưng mà cái code của nó là nó dạng như là in lên phía trên nha mọi người, in lên cái chai nha. Code này nó in lên chai nha, chứ không phải là code khắc nha. Còn cái code của hàng chính hãng á, đây là nó khắc xuống chai nha mọi người, khắc bằng laser nha. Đây có chữ màu vàng vàng nữa. Rồi thì cái chai này nó cũng rất là đơn giản nha mọi người, thì có những cái, nó có trang trí những cái kim tuyến ở đây nhìn nó rất là lạ mắt thôi. Thực chất cái chai rất là đơn giản nên cũng không có nhiều điểm mà so sánh. Mọi người khi mua món chai này á, thì mọi người nhớ mở clip mình ra xem về cái chai chính hãng như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ review thử về cái mùi hương giữa cái chai hàng chính hãng và cái chai hàng fake để xem nó khác nhau như thế nào cho mọi người nha. Sẵn mình sẽ review về cái mùi của cái chai này nó như thế nào cho mọi người biết luôn. Ok, mình sẽ xịt cái chai hàng chính hãng bên tay phải mình nha. Mùi rất là tươi mát nha mọi người. Mọi người cảm giác rất là tươi mát luôn. Và mình sẽ xịt cái chai hàng fake này bên tay trái mình nha. Rồi, sorry mọi người, rồi lại gặp một cái chai mà đây ra rồi, tưởng sẽ không ra. Ok, mình đợi tầm 5 đến 10 giây để cho cái nó bay bớt mùi, rồi mình sẽ so sánh hai mùi cho mọi người xem nha. Ok, mình mới ngửi xong thì mình thấy cái mùi của cái chai hàng fake này á, thì nó cũng thơm đó, nó cũng thơm đó nha mọi người. Nhưng mà cái vị thơm của nó chỉ là một mùi hương hơi mát mát thôi, chứ nó không có ra rõ cái vị của tinh dầu nước hoa nha. Nó sẽ không có rõ những cái tầng hương mùi như cái chai hàng chính hãng nha mọi người. Nó chỉ là cái một mùi hương giống như mùi hương hóa học, rồi pha thêm cồn vào, nó cũng có một hương thơm đó, nhưng mà nó không có rõ ràng như là cái chai hàng chính hãng được. Rồi ok, mình sẽ xem coi nó lưu hương tầm bao lâu nha. Chứ một mùi hương nó chỉ giống tầm 80% thôi, chứ nó không hoàn toàn giống như cái chai hàng chính hãng được. Mà cái mùi hương của nó không có rõ nét được nha. Nó có giống giống nhưng mà nó mùi tường hương nó không có rõ nét được. Thì mình sẽ nói sơ qua cái mùi hương của cái chai hàng chính hãng này nha. Chai này khi mới xịt ra mọi người sẽ cảm nhận ngay cái vị thanh mát của biển liền nha. Và cái nốt ride down sau đó sẽ là vị gỗ và hoắc hương nha. Hai cái vị này nó sẽ làm trầm đi cái vị thanh mát của biển nha. Cái chai này rất là hay nha, mọi người phải ngửi kỹ thì mới ra cái vị hay của nó nha. Mọi người khi mà nước hoa mọi người xịt lần đầu tiên á, thì thường là sẽ không có cảm giác gì về cái mùi hương của chai đó hết. Nhưng mà khi mà mọi người xịt, cố gắng xịt từ 2 đến 3 lần hay là 5-7 lần gì đó, thì mọi người mới cảm được cái hương hay của chai nước hoa nha. Thì cái chai này nó vẫn giữ được cái vị thanh mát của biển, nhưng mà nó không có kèm theo vị trầm của gỗ và hoắc hương. Chai này rất là hay nha mọi người. Thì ai mà thích cái mùi hương mà mát mà có vị trầm trong đó thì mọi người nên chọn cái chai này nha. Vì như mọi người như cái cảm giác như là ngồi ở một góc nào đó, cảm giác như chill chill á, thì
Xịt cái chai này rất là hay luôn nha mọi người. Còn mọi người thích cái mùi mát mà mát luôn á thì mọi người nên chọn chai Blind Blue nha. Cái chai kia thì nó sẽ phù hợp cho đi chơi, đi tiệc các kiểu. Còn cái chai này á, như cảm giác nó chill chill hơn, như ngồi một mình một góc nào đó mà tận hưởng cái cảm giác thư giãn nha mọi người. Nên mùi hương này mọi người phải cảm thật là nhiều nha. Mùi hương này rất là hay luôn nha. Rồi ok, thì mình chỉ review sơ về cái mùi hương của chai này thôi. Mọi người có thể tham khảo thêm mùi hương ở trên mạng nha. Thì mục đích của mình chỉ review về cái chai hàng Alphay của cái chai này thôi. Thì cái chai này cũng không có nhiều điểm so sánh, mọi người nhìn sơ qua là sẽ thấy được cái chai Alphay ngay và luôn nha. Mọi người xem nhớ like và subscribe kênh của mình để theo dõi những clip sau nha. Rồi, bye mọi người.